Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá tầm tiền khoảng 3 triệu hoặc là hơn một chút thì các bạn nên mua sản phẩm gaming phone nào để chuyên về chơi game. Và câu hỏi thứ hai là giữa Redmi Turbo 3 và Redmi Note 12 Turbo thì nên chọn sản phẩm nào? Mặc dù về giá thì không chênh nhau quá nhiều. Và câu hỏi thứ ba là giữa Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro và Redmi K60 Pro thì anh em mua sản phẩm nào? Ok, vào vậy nhá. Trước khi bắt đầu mình xin phép quảng cáo một chút. Nếu như các bạn đang có nhu cầu mua điện thoại, mua phụ kiện, tai nghe thì nhớ sang bên Shopee, Sun Sale và đánh giá store nha. Mình bán tất cả, các bạn mua gì cũng đều có. Hoặc các bạn có thể sang bên TikTok, Sun Sale và đánh giá để mua phụ kiện sò lạnh, tai nghe, sạc dự phòng với mức giá của đại cực kỳ hấp dẫn. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Mycote3879 tư vấn giúp mình con điện thoại chuyên chơi game với giá khoảng 3 triệu với. Chỉ chơi game, những cái khác không quan trọng. Mình hay đá Fifi khá là nặng, cảm ơn AD nhiều. Tầm giá khoảng 3 triệu hoặc là bạn có thể cố lên tầm khoảng 2-300 nghìn nữa ấy, thì có hai sản phẩm mình nghĩ là cũng khá là ổn nha. Đầu tiên là Black Shark 4 hoặc là Rock 3. Hai cái con này thì nó sẽ có cái ưu và nhiều điểm khác nhau. Mình lấy ví dụ nhá. Cái điểm gọi là làm anh em yên tâm khi mà dùng Black Shark 4 ấy, là về vấn đề đột tử. Tức là nó vẫn có nhưng mà nó sẽ không xảy ra nhiều bằng Rock 3. Bởi vì những dòng sản phẩm tầm khoảng Rock 6 đổ về ấy, thì chơi game nó rất là nóng các bạn nhá. Những cái dòng sản phẩm Rock 3 thì anh em xác định là rất nóng. Nên cái vấn đề là gì ạ? Để giải quyết nhiệt độ cho con đấy thì rõ ràng anh em thêm con sò lạnh vào thì trải nghiệm chơi game rất là ngon. Anh em nếu mà chơi PUBG thì hoàn toàn có thể chơi mức đồ họa là mượt vào 90fps các bạn nha. Còn game nhẹ nhàng hơn kiểu là tốc chiến rồi là liên quân thì không sao. Với Rock 3 cân ngon lành cho anh em. Tựa game bạn có chơi ở đây là Free Fire thì mình cũng chưa có chơi Free Fire trên con máy này. Nên là mình cũng rất tiếc là không biết là cái con này chơi game thực sự là với Free Fire nó có ổn định và nó có tối ưu tốt hay không thôi. Nói chung lắp thêm sò vào nhá. Chip trang bị ở trong Rock 3 mình nhớ không nhầm là Snap 865 Plus. Còn với chip trang bị ở trên Black Shark 4 ý, là Snap 870. Về nhiệt độ thì rõ ràng Snap 870 thì nó sẽ gọi là mát mẻ hơn so với lại Snap 865 Plus các bạn nha. Còn về trải nghiệm thực tế thì đấy, với cái con này thì nó vẫn có thể cân cho em những cái tựa game cơ bản được. Còn game nặng hiện tại thì nó sẽ không thể nào mà ngon lành cho anh em được đâu. Cả hai cái con này nó đều có nút trigger cho anh em. Cái nút trigger ở trên Rock 3 là nút trigger cảm ứng. Còn ở trên Black Shark 4 ý, là nó sẽ là cái nút trigger vật lý các bạn nha. Thì về trải nghiệm thì mình sẽ khoái cái nút trigger cảm ứng ở trên Rock 3 hơn. Nói chung về trải nghiệm chơi game tổng thể thì mình sẽ khoái ở trên Rock 3 hơn. Lắp thêm sò vào là nó ngon lành ngay. Và những yếu tố thêm, ví dụ về màn hình trạng thì Rock 3 nó sẽ trang bị tấm nền là AMOLED, có đi kèm tần số quét là 144Hz luôn. Trong khi với lại Black Shark 4 thì sẽ trang bị tấm nền là Super AMOLED, tần số quét cũng là 144Hz các bạn nha. Về thiết kế tổng quan ấy thì mình sẽ thích cái thiết kế ở trên Rock 3 hơn bởi vì nhìn nó rất hầm hố, đặc biệt là nó sẽ có đèn LED ở đằng sau mặt lưng đấy. Và cái điểm gọi là vượt trội thứ hai với Rock 3 này là nó sẽ trang bị cái viên pin 6000, nhưng tiếc là nó chỉ đi kèm với cái dung lượng pin là 30W thôi, trong khi với Black Shark 4 đi kèm với dung lượng pin thấp hơn là 4500 và đi kèm với công suất sạc là 120W. Rock 3 thì có cảm biến vân tay bên trong màn hình, còn Shark 4 thì nó chỉ có cảm biến vân tay tích hợp cùng nước nguồn các bạn nha. Về camera thôi, anh em xác định là gaming phone cơ bản thì nó chỗ mức gọi là không quá xấu nhưng mà cũng không quá đẹp các bạn nha. Tiếp theo về loa, loa ở trên Rock 3 mình đảm bảo anh em luôn là nó ngon hơn Black Shark 4 các bạn ạ. Chất âm trên Rock 3 nó quá ngon các bạn nha. Cho nên tổng kết lại, tầm tiền khoảng 3 triệu hoặc là hơn 3 triệu một chút ý, mình có tham khảo trên các group Facebook thì với Shark 4 nó sẽ rơi vào khoảng 3 triệu rưỡi. Còn với lại ở Rock 3 ấy, nó rất là nhiều giá khác nhau, quanh quẩn trung bình tầm khoảng 3 triệu 3 thôi. Cho nên nếu mà có thể cố được tầm khoảng 200 nghìn nữa thì các bạn có thể cân đối con Rock 3 nha. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi của bạn Dũng Nguyễn Go5EB. Theo anh thì giữa Redmi Turbo 3 và Redmi Note 12 Turbo thì mức con nào đây? Thế con đấy bên shop vẫn đóng tầm 6 triệu rưỡi. Hai cái con này thì chúng ta phải biết là cái sự khác biệt giữa Redmi Turbo 3 và Redmi Note 12 Turbo nó khác nhau cái gì. Thứ nhất, khác nhau về thiết kế, rõ ràng đúng không? Thứ hai là khác nhau về con chip. Chip trang bị ở trên Redmi Note 12 Turbo là Snap 7 Plus Gen 2, trong khi Turbo 3 là Snap 8X Gen 3. Rõ ràng con chip này nó sẽ mạnh hơn so với Snap 7 Plus Gen 2 rồi. Nhưng các bạn xác định này, anh em chơi game lâu dài và chơi tầm khoảng 3 năm, 4 năm, 5 năm nữa thì các bạn nên lựa chọn Redmi Turbo 3 nhé. Trải nghiệm chơi game thực tế lâu dài thì Turbo 3 nó sẽ ngon lành hơn. Camera thì cái con Turbo 3 thì nó có nâng cấp chút xíu nhá. Xử lý về màu sắc này, HDR thì nó có ổn áp hơn. Đấy, nếu mà có thể được thì anh em có thể nên lựa chọn Redmi Turbo 3 các bạn nha. Mình đã có video so sánh giữa Redmi Turbo 3 và Redmi Note 12 Turbo rồi. Anh em có thể tìm lại trên kênh nha. Đến với câu hỏi của bạn Văn Quang 605.
Anh tư vấn dùm em 12S, 12S Pro và K60 với ạ. Em rất phê chơi Liên Quân và chụp ảnh ạ. Em cảm ơn cho anh về sức khỏe. Đầu tiên là về chơi game. Thì trong ba con máy này các bạn nhá, thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về cái con Redmi K60. Bởi vì thứ nhất là con chip cũng rất là mạnh, Snapdragon 8+1. Về trải nghiệm chơi game thực tế hiện tại mình thấy là nó rất là ổn định. Đấy, riêng về chơi game nhá. Nhưng xét về chụp ảnh này, trong ba con này thì mình sẽ nghiêng về cái con Xiaomi 12S Pro hơn. Nó có cam Leica, chuột chẽ các thứ thì nó màu sắc rất là ngon. Các bạn quay video trên con này nó cũng xịn các bạn nhá. Mặc dù con chip trang bị ở trên Xiaomi 12S Pro cũng là Snap 8+1, nhưng mà mình thấy là về nhiệt độ ấy thì cái con K60 nó có mát mẻ hơn so với Xiaomi 12S Pro. Nên tóm lại như này, mình thấy là để gọi là cân bằng các yếu tố, ví dụ là về hiệu năng cho đến camera và trải nghiệm tổng thể, anh em chỉ chấp nhận cho mình vấn đề là cái con Xiaomi 12S Pro thì pin nó không trâu bằng con K60, nhưng mà được cái gì ạ? Camera xịn hơn, thiết kế ngon lành hơn, màn hình cũng ok hơn. Cho nên với ba con này thì bạn có thể cân đối Xiaomi 12S Pro nha. Chẳng qua là máy cũ nên bạn check giúp mình kỹ về phần ngoại hình, đến gọi là về máy móc bên trong như thế nào, trải nghiệm tổng thể các thứ nó ok không thì bạn quyết định nhé. Vừa rồi là một vài câu hỏi mình có trả lời các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem ở đây. Rất tiếc một vài sản phẩm mà mình có nhắc tới trong video ngày nay thì số mình không bán, bởi vì máy cũ mà. Anh em muốn tham khảo một vài sản phẩm máy mới đến từ Realme, Xiaomi rồi là OnePlus các thứ ấy, thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là mình ghi nhá. Sẽ dẫn tới web của Mobile City, cũng là tại Shopee Sunsale và đánh giá store. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.